Xin chào, hôm nay tôi đang ở sông Bạch Đằng để chuẩn bị cho buổi phóng sanh hơn 1 tấn cá cùng với các vị Phật tử và quý thầy ở tỉnh Thất Quan Âm. Tuần rồi cũng phóng sanh cá ở đây. Nghe có cô Việt Kiều bị vong dựa muốn nhảy xuống sông, nên bữa nay người cá đi thử coi có không để quay clip cho các bạn xem. Nói chơi chứ, mục đích chính của chuyến đi này là giải cứu cho những chú cá sắp sửa bị sát hại. Hàng ngày có cả 1000 tấn cá bị giết hại ăn thịt, nên 1 tấn cá hôm nay được thả, quả thật chúng rất may mắn. Hy vọng các bạn xem cảnh phóng sanh này mà từ bỏ việc sát hại các loài thủy tộc là bạn thân của người cá Tiun nha. Để thế gian bớt khổ đau thì cuộc đời mới có nhiều may mắn và niềm vui. Bây giờ chúng ta sẽ lên con tàu chuyên tổ chức phóng sanh cá này để gặp mấy người cùng hội cùng thuyền với Tiun. Điểm danh xem mọi người đã đến đông đủ chưa nữa là đi đó nha. Người cá lại tiếp tục đi thả cá. Các bạn muốn làm nàng tiên cá hay người cá gì không? Muốn thì tham gia cùng Tiun nha. Các bạn thấy trên chiếc thuyền này không phải ai cũng là người đạo Phật đâu. Có đủ đạo trong này luôn đó. Vì Phật giáo là đạo tự do hòa nhập, và đặc biệt chỉ có đạo này mới có chương trình phóng sanh giải cứu động vật, nên thu hút mọi người tham gia nhiều lắm. Các bạn đến đây đừng sinh tâm phân biệt tôn giáo nhé. Các nhà khoa học nổi tiếng thế giới cũng đã chứng nhận rằng Phật giáo là một đạo khoa học và đi trước tương lai, vì các phát minh khoa học đều có liên quan đến Phật giáo. Ví dụ, chuyện khám phá ra vi trùng ở trong nước của Phật Thích Ca, mãi đến mấy ngàn năm sau người ta mới chế ra kính lúp có thể nhìn thấy vi trùng, thì họ mới tin là trong nước cũng có sự sống của những sinh vật nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Bởi vậy khi đến với đạo Phật, bạn nên xem đây là một môn khoa học và là nơi duy nhất để bạn có thể thực hiện ước mơ trở thành nhà vận động môi trường hay giải cứu động vật giống người cá Tiun. A Di Đà Phật là ai vậy? Là người sau khi giác ngộ đã lập ra lời thề: chừng nào tất cả muôn loài trên thế giới này chưa thoát khỏi khổ đau, thì chỉ cần có người thành tâm nhắc đến danh hiệu này, thì ngày ấy sẽ đến cứu rỗi linh hồn cho các loài vật đang chịu khổ. Giống như Chúa Giê-xu hay các vị thánh vậy đó, thích đến cứu giúp thế giới. Nhưng mỗi người có một đối tượng quan tâm khác nhau. Riêng chỉ có Phật A-di-đà là quan tâm đến tất cả muôn loài. Con gì cũng muốn cứu, thậm chí cành cây, ngọn cỏ, hay điển hình là mấy con cá trê này đây. Cứ thành tâm niệm là ngày ấy sẽ đến quan tâm chăm sóc tốt cho mấy con cá trê khi chúng được thả trở về thiên nhiên. Các bạn chỉ cần nghĩ đơn giản vậy thôi. Chứ các bạn gọi tên Chúa ơi, hãy cứu con cá trê này giùm con đi, thấy kỳ quá không? Gọi tên A-di-đà Phật là tốt nhất. Vì Chúa đến thế giới này để giúp con người, chứ chưa bao giờ nói rằng Ngài đến đây để giúp cho mấy con cá trê lên thiên đàng. Nên đến đây bạn đừng gọi tên Chúa giùm Tiun nhé, thế là bất kính với Ngài ấy. Bạn nên xem các vị tiên, thánh, thần, Phật, Chúa Trời như các thần tượng hay sở thích của mình. Nếu bạn đặt nặng vấn đề tôn giáo vào tâm của mình thì sẽ sinh ra phân biệt, chấp trước, làm bạn hạn chế khả năng hiểu biết của bản thân và mọi thứ xung quanh, mà còn bị ép vô một thứ mê muội gọi là cầm tù tư tưởng. Lúc đó bạn sẽ luôn nghĩ thần tượng của mình là nhất, làm gì cũng đúng. Thế là bạn rất dễ bị người khác lợi dụng lòng tin lừa gạt mình. Lấy một ví dụ đơn giản, Tiun gặp một em rất thần tượng ca sĩ Sơn Tùng. Khi mọi người nói Tùng là chuyên gia đạo nhạc, có những bằng chứng rõ ràng, nhưng em ấy vẫn không tin và cho việc đó là đúng, bởi vì em ấy đã mê muội Tùng. Các bạn thấy tai hại ghê chưa? Từ một việc làm không tốt của một thần tượng âm nhạc thôi, nó dẫn đến một hệ quả nghiêm trọng là cả thế hệ nhạc trẻ Việt Nam thích đạo nhạc nước ngoài, để cho cả dân tộc Việt Nam bị người nước ngoài cười vô trong mặt. Đơn giản vậy thôi, các bạn cứ từ từ suy nghĩ nhé. Còn quay về vấn đề chính của việc phóng sanh cá này, tôi muốn cho các bạn thấy một nghi thức phóng sanh cá là thế nào.
phải gọi tên ai để giúp cho những chú cá này thoát khỏi khổ đau? Đến nơi nào mới có thể giúp bạn thực hiện ước mơ giải cứu động vật để tạo ra hòa bình trên thế giới? Chỉ cần biết những điều này thôi, tôi bảo đảm trong cuộc đời bạn sẽ gặp được rất nhiều may mắn. Càng cứu được nhiều động vật là bạn đang tạo ra những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Ban phát sự sống cho kẻ khác bằng tình yêu thương chân thật. Bạn thấy mình quyền lực ghê chưa? Phải dẹp bỏ cái suy nghĩ mình phải ăn con này con kia mới khỏe mạnh. Đó là nhận định sai lầm nhất trên đời. Mà từ nhỏ do sự thiếu hiểu biết của cha mẹ bạn đã gieo rắc mầm mống tội ác vào thân thể của bạn, giết thịt loài vật khác để nuôi dưỡng thân thể của bạn, cho bạn tình yêu thương bằng khổ đau của người khác, của những loài vật khác. Việc làm này sẽ chỉ toàn khiến cho cuộc đời của bạn gặp nhiều bất hạnh mà thôi. Nếu bạn sửa đổi từ việc ham thích ăn thịt động vật sang ăn rau củ quả, thì bạn sẽ có rất nhiều trí tuệ và sức khỏe. Không tin, bạn có thể gặp Tion để xem người cá ăn chay có bơi khỏe hơn những bạn chuyên ăn thịt động vật không nhé. Tion là minh chứng sống cho các bạn nè. Hồi đó Tion cũng nghĩ ăn thịt động vật vào sẽ khỏe mạnh hơn, nhưng thật sự không phải như thế. Nó chỉ khiến cho tâm bạn bị tổn hại, luôn nghĩ đến việc phải ăn thịt con này con kia mới ngon và kiếm tiền để ăn thịt chúng. Tâm như vậy gọi là tâm ma, và nó sẽ hiện lên hết những thứ xấu xa đó trên gương mặt của bạn. Càng ăn thịt động vật chỉ khiến cho người nhìn ác cảm về bạn. Cơ thể bạn sẽ bốc mùi khó chịu, khiến cho người và động vật xa lánh, đặc biệt là các loài vật. Khú giác của chúng phát triển hơn chúng ta rất nhiều lần, nên có thể đánh hơi được cả sát khí trên thân thể của chúng ta. Nếu gặp người ăn thịt động vật, những loài thú dữ sẽ gầm gừ để phòng vệ hoặc tấn công lại, còn những loài thú yếu sẽ bỏ trốn. Hãy để ý thử đi, thường những người ăn thịt chó họ rất dễ bị chó ghét, vì khú giác của chó là siêu thính. Bạn ăn thịt chó nhiều, mồ hôi của bạn sẽ rất tanh mùi chó, làm cho mấy con chó gặp bạn là sủa liên tục, thậm chí nó còn cắn bạn nữa. Tóm lại, ăn thịt động vật chả bổ béo gì cả. Bạn ăn vào một, bạn phải trả 10. Thân thể cũng bị hủy hoại dần, gây ra bệnh nan y khó chữa. Nhiều bạn nói rằng nếu không ăn thịt động vật thì ăn gì để sống? Theo Tion, đó là câu nói ngụy biện cho việc yêu thích ăn thịt động vật của mình. Chứ nếu các bạn thành tâm yêu quý loài vật, sẽ tự biết ăn thực vật gì để thay thế cho những chất bổ có trong động vật mà thôi. Riêng Tion cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm một chút về việc ăn uống của mình mà vẫn khỏe mạnh. Một tuần Tion uống 3 hộp sữa bò thanh trùng, ăn một chục quả trứng, 2 nải chuối, 1 ký nấm. Còn lại là ăn uống tùy duyên, có khi cũng ăn thịt động vật nhưng rất ít. Ăn cho vui xã giao ấy mà. Ăn uống đơn giản vậy thôi, nhưng sức khỏe vẫn không hề thuyên giảm. Nên Tion thấy các bạn dẹp bỏ suy nghĩ làm hại động vật đi. Thật sự rất cần thiết rồi đấy. Việt Nam chúng ta vừa bị hại về môi trường nước, khiến cho hàng tỷ loài sinh vật sống dưới nước bị chết và nhiễm độc, mà bạn vẫn còn vui vẻ ăn thịt các loài thủy tộc được sao? Thật sự làm như vậy là rất hại đấy nhé. Nói thật, chương trình phóng sanh cá của Tỉnh Thất Quan Âm tổ chức khá chuyên nghiệp so với những chương trình phóng sanh ở những nơi khác mà tôi từng tham dự. Vì thường đến phút cuối của các chương trình, luôn có sự mê tín cực đoan xuất hiện, khiến Tion hốt hoảng như xả rác bừa bãi thiếu ý thức của khách tham dự, hoặc vứt hết đồ cúng xuống sông như chén muỗng dĩa bao bịch ni lông gì đó. Khi Tion hỏi tại sao chú quăng luôn cả cái chén đựng cháo mà không đổ cháo xuống sông vậy, người ta còn trả lời quăng luôn cái chén như vậy mới thành tâm, xuống dưới vòng lấy để đựng cháo ăn. Tion mới nói giỡn, vậy mai mốt chú cúng cái xe hơi là chú quăng nguyên cái xe hơi thiệt xuống sông luôn hả? Theo Tion, đó là làm hại cho môi trường, là mê tín rất nặng. Giải cứu động vật mà gây hại cho môi trường sẽ làm cho quý vị mất hết phước đức của buổi lễ phóng sanh. Nên các bạn nhớ rút kinh nghiệm nha. Mai mốt có tham dự các buổi lễ phóng sanh, thấy ai vứt rác bừa bãi thì nhắc nhở. Amitabha.